giúp nhiều gia đình hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp để vươn lên thoát nghèo. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Ngọc Thúy. Kính thưa quý vị, đây từng là ngôi nhà sinh sống của 6 thành viên trong một gia đình ở xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk trong suốt hơn 20 năm. Quý vị có thể thấy một không gian rất là chật chội, xung quanh là những tấm ván gỗ được chắp nối tạm bợ và ở phía trên trần nhà không thể đủ che nắng mưa, rất nhiều lần đã bị tốc mái sau những trận mưa to gió lớn. Và bây giờ, các thành viên trong ngôi nhà này đã bước sang một trang mới của cuộc đời khi ngay bên cạnh ngôi nhà dột nát này là một ngôi nhà mới vừa được khánh thành. Không chỉ khang trang sạch đẹp, quý vị có thể thấy là bên trên trần nhà còn được lắp đặt cả vật liệu chống nóng nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vợ chồng anh chị chủ nhà. Xin chào anh Mai Thoa và chị Mỹ Thoa. Bây giờ mình được sống trong cái ngôi nhà khang trang thế này thì cảm xúc của anh chị lúc này là như thế nào ạ? Rất là vui, rất là hạnh phúc em. Được một cái nhà mới như thế này rất là vui và chị cảm ơn bên công an đã cho anh chị một ngôi nhà mới và đẹp. Giờ sau đây là anh chị không sợ mưa sợ nắng nữa, anh chị chỉ cần lo cho các con cháu ăn học thôi. Chúc mừng anh chị đã có một mái ấm mới khang trang như thế này. Đây là một trong số 1.200 ngôi nhà nằm trong đề án xây dựng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà Bộ Công an triển khai trong năm nay. Điều đáng nói là chỉ trong vòng 6 tháng qua, kể từ khi có đề án, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành mục tiêu và bàn giao toàn bộ nhà cho người dân chỉ trong 3 tháng. Đó là nỗ lực tăng tốc và sự phối hợp đồng lòng, quyết tâm của nhiều lực lượng, trong đó nòng cốt là các chiến sĩ công an địa phương, để sớm hoàn thành nhà mới cho người dân. Là khẩn trương, cái thứ nhất là hoàn chỉnh về cái vấn đề là thủ tục pháp lý về đất là cho hợp pháp. Sau khi được ấy, chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ thì trực tiếp làm với các nhà thầu và đồng thời là huy động cái đóng góp về công sức, đóng góp ngày công, rồi là đóng góp về cái vấn đề vật liệu xây dựng. Xóa nhà tạm, xóa những cái căn nhà rột nát để mang lại cái hạnh phúc cho người dân. Cái tên chương trình mà chúng tôi lựa chọn đó là mái ấm cho đồng bào của chúng tôi. Với cái sự hỗ trợ, ủng hộ rất tích cực của công an tỉnh Đắk Lắk cũng như với chính quyền thì một cái gia đình chúng ta có thể nhìn thấy cái nhà tạm rất là rột nát này. Và sau một cái thời gian triển khai rất là ngắn, chỉ có mấy tháng thôi, thì đã có một cái căn nhà mới được xây dựng. Đây là đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp cho nhiều gia đình được an cư, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Vâng, việc hỗ trợ xây nhà cho người dân nó không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà đó còn là sự đoàn kết, đồng lòng của các chiến sĩ công an và các lực lượng khác để bây giờ thêm nhiều gia đình được an cư và có cơ hội vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Và với cái không gian núi rừng Tây Nguyên lúc này đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng hòa nhịp với bà con nơi đây thưởng thức làn điệu Ai Rai và thưởng thức rượu cần để cùng chúc mừng gia đình anh chị Mai Thoa và chị Mỹ Thoa cũng như là 1.200 hộ gia đình đã có nhà mới trong năm nay. Mẹ mai ta là bữa ra càng to, hấp bơ.